chi cỏ nào mới và tác động mạnh hiện nay? Windup 500EC siêu nồng độ. Diệt sạch cỏ và lúa cỏ mà vẫn an toàn cho lúa. Windup diệt sạch cỏ mầm. Tân Thành cho năng suất xanh. Nhà vệ sinh nữ bị bể ống nước không có dội được nên tụi em phải đi nhà vệ sinh nam. Nhà vệ sinh bị hư nên nữ đi không có được. Rồi nam mới nhường cho nữ đi, nam đi ở ngoài. Các em học sinh ở đây là thuộc cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Mà cơ sở vật chất thiếu thốn như vậy thì ban hiệu cũng rất là băn khoăn, trăn trở. Cũng là rất mong các cái nhà hảo tâm có cái sự huy động, là đóng góp để hỗ trợ cho các em học sinh có cái điều kiện học tập tốt hơn. Đó, các bạn thấy rồi đó, thực trạng của trường tiểu học Bình Hòa Tây á, đang rất là khẩn cấp luôn, cần cái sự trợ giúp của tụi mình. Cho nên là tôi nghĩ á, thay vì á, là mình phải đi tìm những cái nguyên liệu mới, những cái vật liệu xây dựng mới, tại sao mình không tận dụng trong những chuyến đi vừa rồi ta? Nói đến đây, bạn hãy yên tâm, vì tôi tên ta tên tiền. Wow, dạ, đây là một sản vật rất là quý các bạn à. Cái gì vậy? Trong chuyện cổ tích nó gọi là cây tre trăm đốt. Ồ. Nhưng với bác học tôi thì tôi sẽ tìm ra được cây tre ba đốt. Và với ba đốt này tôi có thể tạo thành một nhà vệ sinh. Hiểu không? Được không? Hiểu không? Còn đó với tôi. Sao? Cái này dữ dội hơn. Với khúc cây này. Tôi có thể nát cái toilet ba đốt của bạn. Thôi đi mấy bạn ơi, chúng ta là những người nghiên cứu khoa học thì chúng ta phải làm cái gì thực tế hơn. Các bạn hãy coi cách làm việc của tôi nè. Bạn có cái gì chứ? Đây nè. Mà nặng quá vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không giấu gì các bạn, trong những lần đi khảo sát thực tế, nghiên cứu về địa chất và môi trường xung quanh, thì một lần đó mình ghé một cái ngôi trường ở miền Tây, thì mình thấy là cái thảm thực vật ở đó nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên là mình biết là những cái vật thể xung quanh đó nó sẽ bị ô nhiễm và nó bị hao mòn theo. Chính vì lý do đó, khi mà trên đường đi về tới miền Đông, mình đã lượm được tảng đá mà tìm ra cái cách nào đó để mình cải tạo cái môi trường ở miền Tây. Trên đường đi về tới miền Đông, cải tạo cái môi trường ở miền Tây. Vấn đề là ở miền Tây mà qua miền Đông lấy cục đá thử nghiệm là sao? Đúng rồi. Vậy bây giờ bạn thấy cục đá của bạn có tác dụng gì nữa không? Hình như là không có tác dụng nữa. Vậy thì chụp nha. Mất cái bếp của tôi rồi. Xin lỗi, mình không cố ý. Tôi thấy gì? Những cái đồ vật mà các bạn mang về đó không thể nào áp dụng vào cái công trình xây dựng của tôi được. Vậy thì bây giờ đây, than. Đây là tôi nghiên cứu cả một cái quá trình đó mới cho ra được cái vật liệu xây dựng. Đây, các bạn hãy xem, nghe cái âm thanh của nó là các bạn biết là nó bền hay là không. Biết không? Bây giờ mà nếu như mà muốn biết nó có bền hay không bền á, thì đưa ra đập vô thử coi nó có bể hay không biết rồi. Thử với cái đầu của bạn nha.
À, mình nói chơi thôi, coi như là mình chưa nói gì ha. Tiếp tục đi các bạn. Các bạn phải học hỏi bạn xây dựng á, vì vì bạn đó đã suy nghĩ ra, tạo ra một cái sản phẩm rất là thân thiện với môi trường. Nghĩ ra thôi đã lâu rồi mà sản xuất ra còn lâu hơn nữa. Đúng rồi. Gạch tôi neo nguyên 84 ngàn. Trời ơi, đi mua. Trời ơi, bạn nghĩ sao bạn đi mua ngoài vậy? Cũng như không à. Vậy chứ bạn đem miếng gạch này về làm gì? Làm thớt. Bạn nghĩ sao về xây dựng? Cuối cùng á thì tất cả các bạn cũng như nhau à. Chẳng bao giờ mà chịu nghiên cứu, tìm tòi ra những cái phương pháp mới giúp các bạn nhỏ của chúng ta. Lần sau nha, tôi sẽ phạt các bạn á. Ngay bây giờ, mời các bạn sẽ cùng xem phương án lần này mà siêu nhân môi trường dành riêng cho các bạn nhỏ của trường tiểu học Bình Hòa Tây nha. Thấy chưa? Lần này là tôi tạo điểm nhấn dữ lắm luôn á. Nhấn chỗ nào? Gì vậy? Cái màu sơn của cái nhà vệ sinh á. Thì màu xanh giống như bình thường thôi. Bạn có biết gì hết trơn á. Tôi nhấn cho nó lên một tông nữa rồi. Cái xanh mơ, xanh lót, cái xanh dễ thương. Ồ. Nhấn dữ nha. Thôi đi, thời gian không còn nhiều. Bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Xin được gửi lời chào cùng với thầy cô và đặc biệt là các bạn nhỏ của trường tiểu học Bình Hòa Tây. Chúng ta đang đến với chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Thưa quý vị thân mến, hành trình của chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh đang được tiếp tục diễn ra tại trường tiểu học Bình Hòa Tây của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Cũng như những ngôi trường mà chúng tôi đã đi qua, việc đem đến cho các bạn nhỏ một công trình nhà vệ sinh mới là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Và xin được mời thầy Trần Văn Hết, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên nhận bàn giao công trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Xin chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của công ty Tân Thành đã tạo điều kiện cho các em học sinh điểm trường Hòa Hiệp của trường tiểu học Bình Hòa Tây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta cùng giao lưu với các bạn nhỏ của trường tiểu học Bình Hòa Tây. Câu đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau. Rừng tràm Tân Lập thuộc hệ sinh thái nào sau đây? A. Hệ sinh thái rừng tràm. B. Hệ sinh thái đầm lầy. Và C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn. Rồi, mời cô gái. C. C. Hệ sinh thái rừng ngập mặn. Một tràng pháo thật lớn nào. Sao bé rồi? Anh mời em cuối cùng. Đáp án A. Đó là hệ sinh thái rừng tràm. Đáp án chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo của chúng ta. Em hãy cho biết những hành động của con người gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái. Rồi, mời em gái giơ tay đầu tiên. Chặt phá rừng. Một. Đốt rừng. Hai. Đốt rừng chứ không phải đốt gừng. Gừng đốt chừng nào cháy. Gừng đốt chừng nào cháy. Còn gì nữa? Bạn nào biết? Rồi, anh mời em. À, là chặt phá rừng đem đi bán. Ví dụ trước mặt mình rất là nhiều cỏ, người ta chỉ cần xịt cái gì một cái mất hết trơn cỏ luôn. Thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ. Vậy trong rừng á mình có được xịt những cái loại thuốc đó không? Không. Tại sao? Chết cây. Đúng rồi, xịt vô như vậy là chết cây, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước luôn. Xin mời quý vị khán giả sẽ cùng tương tác với chương trình với câu hỏi có nội dung như sau. Con sông nào chảy qua huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An? A. Sông Vàm Cỏ Đông. B. Sông Vàm Cỏ Tây. C. Sông Vàm Cỏ Nam. Và D. Sông Vàm Cỏ Bắc. Rồi, xin mời. 5 giây suy nghĩ của bạn Nhung bắt đầu. 1, 2. Là đáp án D. Đó là đáp án sông Vàm Cỏ Bắc. Mời bạn Nhung về chỗ. Rồi, mời em. Em chọn đáp A. Đó là sông Vàm Cỏ Đông. Sông Vàm Cỏ Đông. Mời một đáp án khác. Em chọn đáp án B. Đó là sông Vàm Cỏ Tây. Đây mới là đáp án chính xác. Thưa quý vị, sông Vàm Cỏ Tây chảy qua huyện Mộc Hóa là một trong hai nhánh của sông Vàm Cỏ.
nhánh còn lại chính là sông Vàm Cỏ Đông. Câu tiếp theo, truyền thuyết thánh giống Phù Đổng Thiên Vương ra đời trong triều đại nào? A. Hùng Vương, B. An Dương Vương. Mời cánh tay của bạn. Đáp án A. Đó là thời Hùng Vương. Rồi, tặng cho em một phần quà từ chương trình. Truyền thuyết thánh giống ra đời vào vua Hùng Vương thứ 6. Thánh giống sau khi có công đánh giặc cứu nước đã được sắc phong là Phù Đổng Thiên Vương. Thánh giống là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm và sức mạnh của tuổi trẻ. Đền thờ thánh giống nằm tại xã Phù Linh của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Câu hỏi tiếp theo, con gì bé tí chăm chỉ suốt ngày, bay khắp vườn cây tìm hoa gây mật? Mời em nhỏ. Đúng rồi, em lên đây. Đáp án của em đó là con? Con ong. Chắc chưa? Được rồi. Con ong bên em. Con? Con bướm. Bạn này là con bướm. Bạn này là con ong. Đáp án con ong là đáp án chính xác. Tặng cho em một phần quà từ chương trình. Thưa quý vị khán giả, một cây làm chẳng nên non nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Chính vì vậy mà công việc chăm sóc và bảo vệ môi trường không phải là chỉ có riêng sinh nhân môi trường không đâu, mà các bạn nhỏ cũng phải cùng sinh nhân môi trường làm công việc này nữa. 2, 3, bắt đầu! Trong lành, môi trường xanh cho một cuộc sống vui tươi, môi trường xanh vì một tương lai tốt đẹp, môi trường xanh trái đất bền vững muôn đời. Và bây giờ sẽ là phần thưởng mà siêu nhân môi trường dành tặng cho các bạn nhỏ, đó là trò chơi được mang tên tàu đi trong sương mù. Cách chơi: chọn hai đội chơi, mỗi đội 10 người xếp thành hai đoàn tàu, người sau đặt tay lên vai người trước, mỗi đoàn có một thuyền trưởng. Hai đoàn tàu đua nhau để về đến đích. Trên đường đua phải vượt qua các chướng ngại vật. Các thuyền viên đều bị bịt mắt lại. Thuyền trưởng sẽ là người chỉ đường cho các thuyền viên di chuyển vượt chướng ngại vật về đích. Luật chơi như sau: người thuyền trưởng không được chạm vào tàu của mình, chỉ có thể ra lệnh để tránh chướng ngại vật. Tàu nào chạm vào chướng ngại vật là thua cuộc. Thưa quý vị khán giả, nhìn thấy niềm vui của các bạn nhỏ ngày hôm nay cũng chính là mong muốn của chúng tôi thông qua chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Và niềm vui này sẽ vẫn còn tiếp nối ở những ngôi trường khác tại đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy mà quý vị đừng quên đón theo dõi chương trình thường xuyên ở những khung giờ phát sóng quen thuộc quý vị nhé. Ngoài ra, nếu quý vị muốn xem lại chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ fanpage hoặc xem lại trên YouTube để tiếp tục theo dõi những bước chân tiếp theo của chúng tôi trong chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở số phát sóng kỳ sau. Đồng hành cùng chương trình Tân Thành cho năng suất xanh.